Top 25 thương hiệu tài chính dẫn đầu năm 2021 vừa được Forbes Việt Nam công bố tại hội nghị thương hiệu 2022. Đây là bảng xếp hạng dựa trên tính toán chi tiết về giá trị các thương hiệu trong ngành tài chính, bao gồm ngân hàng, chứng khoán và bảo hiểm của Việt Nam. Tại hội nghị thì các chuyên gia đã thảo luận về các tác động thay đổi hành vi của người tiêu dùng tại Việt Nam trong suốt 30 tháng qua, giao tiếp trên không gian số nhiều hơn, mua sắm trực tuyến thường xuyên hơn trong bối cảnh đại dịch và giãn cách xã hội kéo dài. Đây là cách thức cho các doanh nghiệp khi vừa phải thích ứng vừa thay đổi cách kết nối với khách hàng nhằm giữ chân người dùng và đưa doanh nghiệp tiếp tục tiến lên phía trước. Tôi tin rằng với tầm nhìn của chúng tôi chuyển đổi ngành tài chính, nâng tầm giá trị sống, cũng như là sứ mệnh của chúng tôi là chuyển đổi và dẫn đầu về số hóa và lấy khách hàng làm trọng tâm, chúng tôi luôn đưa ra và cam kết để mà đem lại cho khách hàng của chúng ta những giá trị sống